Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhí và hôm nay mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi và các thắc mắc của mọi người liên quan tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và các câu hỏi khác mà mọi người thắc mắc trong suốt mấy tháng qua mà mình chưa có trả lời mọi người. Và mình hẹn mọi người trong cái video này mình trả lời thì nó sẽ về điểm thi trung học phổ thông quốc gia của mình và ngành học của mình và cái trường đại học mà mình học làm liên quận 1 rồi cái thứ và các dự định tương lai của bản thân. Hẹn như trong cái post gần nhất mà mình đã đăng trên YouTube như mọi người có thể thấy ở đây chỉ là mình không học phần tư nữa thì mình sẽ giải thích luôn ở trong cái video này là tại sao mình liệu hổ của mình nó không phải là FTU mà là một cái chữ ghét và ok cùng bắt đầu nè. Câu hỏi đầu tiên mình sẽ trả lời trong ngày hôm nay đó chính là mình có thi đánh giá năng lực không và mình xét tuyển đại học bằng phương thức nào. Thì mình xin phép được trả lời là mình học có thi đánh giá năng lực và mình cũng không có ôn đánh giá năng lực luôn. Về cái phương thức mà mình dùng để xét tuyển đại học thì mình dùng phương thức xét tuyển bằng học bạ và do mình học hệ không chuyên nên là mình cần phải nộp kèm thêm cái bằng IELTS nữa nên là cái phương thức xét tuyển của mình đó chính là dùng học bạ và dùng bằng IELTS. Câu hỏi thứ hai trong video ngày hôm nay đó chính là 2K7 có nên ôm cả học sinh giỏi đánh giá năng lực IELTS và trung học phổ thông quốc gia không? Thì cái điều mà gọi là học 4 cái cùng một lúc vậy á thì nó có khả quan không? Câu trả lời là có, nếu như mà bạn biết tập trung vào từng mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định. Tức là sao? Cái này ở trong các video này và cái video này mình cũng nói khá là kỹ rồi nên là mọi người có thể vào đó coi ha. Thì cái học sinh giỏi nè, cái đánh giá năng lực, cái IELTS, cái trung học phổ thông quốc gia, cái nào nó cũng có cần nhiều chất xám và nhiều cái năng lượng để mình đầu tư vào đó đúng không? Nên là khi mà mọi người đầu tư 4 cái cùng một lúc á, nó rất là mất sức và nó rất là phân tán nguồn lực. Nên là nó dẫn đến một cái kết quả xấu nhất, đó chính là 4 cái mọi người không có được kết quả như ý ở cái lĩnh vực nào hết trơn á. Nên là để tránh trường hợp này xảy ra, mọi người có thể tập trung vô 4 cái luôn, nhưng mà tập trung vào từng khoảng thời gian nhất định. Ví dụ nha, là mình từ hồi năm lớp 10 cho tới bây giờ luôn, là từ hồi mình thi tuyển sinh 10 xong hết là mình bắt đầu mình cày học bạ. Mình cày học bạ cho tới học kỳ 1 lớp 12 là mình cày học bạ xong. Rồi, đó là một giai đoạn nha. Xong tới cái giai đoạn thứ hai là mình ôn IELTS, là mình ôn rút trong khoảng hè lớp 11 xong tới mình thi IELTS trong cái khoảng lớp 11 luôn. Là vô lớp 12 á là mình không có bận tâm gì về cái IELTS đó hết. Tại vì mình đơn rồi, mình đơn ngay trong hè 11 rồi. Thì cái đó là cái cách để mình tập trung vào từng cái lĩnh vực trong từng cái khoảng thời gian nhất định thì như vậy nó sẽ đạt được kết quả cao hơn. Rồi, ví dụ như là mình học IELTS trong hè đúng không? Xong rồi, sau khi mình thi IELTS xong là mình sẽ tập trung vào học sinh giỏi. Thì mình đầu tư công sức thi học sinh giỏi cho hết tới tháng 10 mình thi học sinh giỏi xong là đơn. Là cái đó là mình đơn học sinh giỏi luôn rồi. Là mình bỏ học sinh giỏi một bên. Còn đến giá năng lực là mình học thi. Nên là mình không có khe lắm về cái bạn đó. Nhưng mà nếu mà bạn tập trung vào đánh giá năng lực thì bạn sẽ tập trung vào cái khoảng thời gian từ cái lúc sau khi thi học sinh giỏi xong cho tới lúc thi đánh giá năng lực thì bạn sẽ tập trung hết all in năng lượng của bạn vào cái này. Rồi, sau khi bạn thi đánh giá năng lực xong thì bạn có kết quả rồi, đồ các thứ rồi. Xong bây giờ bạn muốn tập trung vào cái trung học phổ thông quốc gia thì bạn có thể dành thời gian từ cái lúc mà thi đánh giá năng lực xong cho tới lúc thi trung học phổ thông quốc gia bạn để bạn all in cái trung học phổ thông quốc gia này ha. Câu hỏi thứ ba trong video ngày hôm nay đó chính là nên học đều môn hay chỉ chú trọng vào môn ở cái khối thi của mình thôi. Thì câu trả lời của mình là tùy thuộc vào cái mục tiêu và cái phương thức xét tuyển mà bạn chọn. Ví dụ như là mình chọn phương thức xét tuyển đại học là xét học bạ và bằng IELTS thì mình sẽ cố gắng mình học đều môn nhất có thể để cái học bạ mình nó đẹp. Nhưng mà nếu bạn không có phải cái mục tiêu chính của bạn không phải là xét học bạ, không phải là xét IELTS mà là xét cái điểm trung học phổ thông quốc gia thì bạn nên tập trung vào cái khối thi của mình thay vì là học đều môn như là mình. Nên là cái này là tùy thuộc vào cái mục tiêu của mỗi người. Nếu mà cái phương thức ban đầu mà bạn chọn á nó là cái gì thì bạn nên tập trung vào cái đó ha. Mình nghĩ là cái câu này nhiều bạn đang rất là tò mò luôn là cái điểm thi trung học phổ thông quốc gia và cái nguyện vọng một của mình. Chắc là mọi người cứ vô cái video này chỉ vì cái này thôi đúng không? Nghĩa là mới đầu mình không có định show ra đâu. Nhưng mà thôi, mình phải show ra cho người ta biết là mình làm miếng cỡ nào chứ đúng không? Nói chung là cái mục tiêu của mình khi mà mới vào cấp 3 á là mình biết cái năng lực của bản thân của mình có hạn rồi. Mình thi mấy cái môn, từng môn cụ thể như là toán lý hóa là mình không có bằng người ta. Nghĩa như là mình không có mạnh vận dụng cao bằng mấy cái bạn khác ở trong trường của mình. Nên là mình quyết định cày học bạ ngay từ khi bắt đầu vô lớp 10 luôn. Để tới hồi mà mình lên 12 rồi á, mình thi thêm cái bằng IELTS nữa để mình xét đại học luôn. Nên là mọi người có thể thấy trên mấy cái video của Nhí từ hồi năm lớp 10 tới giờ là ngay từ năm lớp 10 sau khi mà thi tuyển sinh lớp 9 xong rồi là mình all in IELTS và all in học bạ luôn. Chứ mình không có cái mục tiêu là điểm trung học phổ thông quốc gia cao. Nên là ngay từ đầu mình đã bắt đầu mình cày học bạ lên tầm 97, 98 rồi xong rồi cái mình thi được IELTS 7.5 cái mình dùng mình xét học bạ luôn. Chứ mình không có đặt nặng quá vào cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên là cái điểm của mình nó có vẻ như là nó không có cao hơn người khác. Thứ hai là một cái lý do nữa, cái gì là mình làm biến chứ không phải là tại mình đầu tiên. Tại vì mẹ mình nói là mình làm biến, mình học dở thì mình phải nhận và mình phải từ đó mình cải thiện bản thân mình lên chứ không có được giấu. Nên là bây giờ mình sẽ show cái điểm của mình cho mọi người để cho mọi người thấy rằng là thật ra là mình cũng làm biến lắm chứ không phải như mấy bạn tưởng tượng đâu. Và đó là cái nói chung là cái điểm trung học phổ thông quốc gia này là cái hậu quả của cái sự làm biến của mình trong mấy cái
mấy cái tháng cuối. Tại vì mọi người biết sao, mấy cái tháng cuối mình bị chủ quan, mà nhất là nguyên cái năm lớp 12 luôn, là mình bị chủ quan rằng mình xét học bạ rồi, mình xét IELTS rồi, mình đậu đại học đồ trước hết rồi, mà mình lo cái gì nữa. Bây giờ mình có thi trung học phổ thông quốc gia được 5-6 điểm thì mình cũng đậu đại học thôi đó. Xong cái mình cứ nghĩ vậy đó mọi người, mình chủ quan đó, xong cái mình làm biến, cuối cùng ra cái điểm mà trung học phổ thông quốc gia nó cũng không có được cơ xịn đó. Mặc dù là mình xét học bạ đậu phổ tu với lại đi AP, nhưng mà nhất nhìn chung là cái điểm của mình nó không có cao như mình tưởng tượng. Nhưng mà không sao, nói chung là mình cũng không có đặt nặng quá và cái trung học phổ thông quốc gia, nên là nói chung là cũng không có buồn lắm. Ok, câu hỏi tiếp theo mà mình nghĩ là cái câu hỏi này mọi người cũng khá là quan tâm khi mà click vào cái video này, đó chính là hiện tại mình đang học ngành gì và học ở trường đại học nào. Thì mình sẽ phải được trả lời với mọi người rằng là mình học ngành kỹ thuật có điện tử tại trường đại học quốc tế miền Đông ở tỉnh Bình Dương. Thì về cái lý do mà mình chọn trường quốc tế miền Đông, đó chính là vì thứ nhất là nó ở tỉnh mình, nên là nó khá là gần nhà mình, nên là bên mình cũng quan tâm, với lại mình cũng không thích ở chợ nữa. Thứ hai là do mình đã có học bổng toàn phần của cái trường đại học này ngay từ năm lớp 11 rồi. Thứ ba đó chính là ngoài cái học bổng toàn phần này ra thì mình học ngành kỹ thuật có điện tử, nên là đối với các ngành kỹ thuật thì trường của mình còn có học bổng nữ sinh nữa, nên là lỡ như mà năm nào mà mình có học dở mà mình rớt học bổng đi nữa thì mình cũng còn cái học bổng nữ sinh để mình chèn vô. Thứ tư là khi mà mình thi đấu trường EAU á mọi người, mình còn được thêm một cái học bổng 40 triệu nữa, nên là nếu như mà mình học dở nữa thì mình vẫn cần 40 triệu để chèn vô cái năm đó của mình. Thứ ba mà mình chọn đại học quốc tế miền Đông, đó chính là vì khi mà mình đi tham quan cái trường này ở năm lớp 10 và lớp 11 và lớp 12, nói chung là mình đi tham quan nhiều lắm mọi người, thì mình thấy trường này nó offer được cho mình một cái môi trường học tập rất là tốt và cơ sở vật chất và điều kiện để mình học mấy cái tiết thực hành nữa. Tại vì cái ngành của mình là ngành kỹ thuật cơ điện tử mọi người, nó khá là đặc thù và mình cần phải thực hành rất là nhiều, nên là sau khi đi tham quan và tìm hiểu về ngành, về nghề rồi các thứ, thì mình thấy trường này nó đưa ra các offer phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh và cái ngành mình chọn, nên là mình chọn trường quốc tế miền Đông. Mình dùng những cái máy này để mình giải dạy trực tiếp cho sinh viên luôn đó. Thì các ngành mà học những cái thiết bị này là ngành cơ khí, Câu hỏi tiếp theo liên với các câu hỏi mà chọn trường, chọn ngành của mình ở trên luôn, thì đó chính là tại sao mình lại chọn ngành kỹ thuật cơ điện tử thay vì mấy ngành khác. Thì thường mọi người nếu mà hồi đó kiểu lớp 11 mọi người hỏi mình rằng là như học ngành gì, như học trường nào, thì mình thường trả lời rằng là mình học quản trị kinh doanh, hay là học kinh doanh quốc tế, hay là học mấy cái ngành mà về kinh tế. Nhưng mà tự nhiên đụng cái tại sao như lại chọn ngành kỹ thuật, đúng không? Thì thật ra là ban đầu ở lớp 10, lớp 11 á, thì Nhớ cũng rất là thích cái mảng quản trị kinh doanh và kinh tế thật. Nhưng mà sau khi mà mình tìm hiểu về các ngành, các nghề, cũng như là sau khi mà mình nhận xét được về các thế mạnh cũng như là cái năng lực của bản thân, thì mình thấy rằng là cái quản trị kinh doanh và cái kinh tế nó không có phù hợp với cái trình độ hiện tại của mình. Ý như là mình không có độ tự tin khi mà theo mấy cái ngành này á, nên là mình đã chọn ngành kỹ thuật bởi vì mình thấy rằng là nó phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh và năng lực và trình độ và tất cả các thứ của mình. Ok, câu hỏi tiếp theo mà mọi người dành cho mình đó chính là hiện tại thì mình đang học cái gì sau khi thi trung học phổ thông quốc gia để chuẩn bị cho đại học. Thì thứ nhất là mình đang học ngôn ngữ, thì mình đang học tiếng Trung và mục tiêu của mình chắc tầm HSK3 thôi, rồi xong rồi mình sẽ học thêm một xíu tiếng Hàn và tiếng Nhật nữa. Tại về đại cương thì mình chưa có học đại cương, mình chỉ tìm hiểu trước thôi chứ mình chưa có học nữa. Thì mình tìm hiểu trước về giải tích lấy đại cương và mình học thêm một xíu ngôn ngữ lập trình C cộng cộng nữa, tại vì cái ngành của mình nó có 30% là lập trình, nên là mình xin trước. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng của video này, đó chính là mình có đi du học không. Thì câu trả lời là có, nhưng mà hiện tại chưa phải lúc này, kiểu mình muốn tự kiếm tiền xong rồi mình tự apply cái hồ sơ tài chính của mình để mình đi du học á mọi người, nên là hiện tại thì mình chưa có đủ khả năng để làm gì đó, nên là mình sẽ đi du học, nhưng mà đi du học khi mà mình học lên tới PhD rồi. Ở tiếp theo đấy là nếu mà mình có đi du học thì mình đi du học ở đâu, thì cái đại học siêu giấc mơ của mình đó chính là MIT, nhưng mà nhìn chung là mình cũng chắc nữa, thì biết khi đậu mà học, nhưng mà nói chung là nó cũng tùy vào cái chuyên ngành mà mình chọn sau này, nên nếu mà sau này mình đi du học thì mình sẽ làm video cho mọi người coi. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu mà mọi người có đáp án hay là có yêu cầu gì nữa về các video sắp tới thì